Thưa quý vị, thưa các bạn, Yên Châu là một trong những địa phương có diện tích cây ăn quả lớn của tỉnh Sơn La, với trên 11.500 ha. Các loại trái cây mang đậm đặc trưng của vùng miền, trong đó có sản phẩm xoài nổi tiếng với hương vị thơm, ngọt, đậm đà, được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và hệ thống nhận diện thương hiệu, được cấp 24 mã vùng trồng phục vụ xuất khẩu. Thời gian qua, huyện Yên Châu đã không ngừng đẩy mạnh xây dựng thương hiệu nông sản nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, từng bước khẳng định thương hiệu cho các sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương. Xoài tròn được trồng ở nhiều nơi, nhưng để đạt được độ thơm ngon, đậm vị thì chỉ có xoài tròn ở Yên Châu, Sơn La. Hiện nay trên địa bàn huyện có hơn 3.200 ha xoài, sản lượng ước đạt 19.000 tấn một năm. Sản phẩm xoài ở đây đã xây dựng được thương hiệu, tiêu thụ tốt và xuất khẩu đi nhiều nơi trên thế giới. Chúng tôi thường xuyên là hướng dẫn các cái đơn vị được cấp mã số vùng trồng, quản lý và thực hiện tốt các cái điều kiện tiêu chuẩn để đảm bảo giữ vững được cái thương hiệu cũng như chứng nhận sản phẩm đã được công nhận là sản phẩm xoài tròn Yên Châu. Tích cực tuyên truyền đến với lại các hợp tác xã, các thành viên hợp tác xã để tập trung sản xuất và thâm canh từ trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm xoài theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định, các cái tiêu chuẩn trong nước cũng như là quốc tế để sản phẩm của huyện Yên Châu ngày càng được đông đảo người tiêu dùng biết đến trong cả nước cũng như là xuất khẩu. Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp phát triển vùng nguyên liệu tập trung, xây dựng các chuỗi nông sản an toàn, hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá những sản phẩm nông sản thế mạnh của địa phương. Qua đó giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm và khẳng định giá trị các thương hiệu nông sản của địa phương. Các ngành chức năng hướng dẫn bà con thành viên trong hợp tác xã cắt tỉa, tạo cả tán này, xong là cách chăm bón, tổ chức tập huấn này, live stream, xong là hướng dẫn các lớp đào tạo tập huấn kỹ thuật chăm sóc và cách bán hàng, tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng quả xoài đến người tay người tiêu dùng, được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn. Tăng cường quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, tham gia tất cả các cái hội chợ, triển lãm mà trung ương và các tỉnh tổ chức, và đồng thời nữa là để cái sản phẩm nông nghiệp đạt được chất lượng, đáp ứng được yêu cầu người tiêu dùng thì tập trung vào sản xuất chất lượng nông sản. Thời gian qua, Sơn La đã tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất tiếp cận, nâng cao kỹ năng, quy trình tham gia quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm trên các kênh thương mại điện tử. Để đưa các sản phẩm đến gần hơn người tiêu dùng, mở rộng thị trường, hợp tác xã này là đơn vị tiên phong đưa các sản phẩm OCOP gồm các sản phẩm từ xoài, tỏi đen, trà hoa đu đủ đực, mận sấy dẻo, v.v. chào bán trên các trang web, nền tảng thương mại điện tử như Lazada, Tiki, Shopee. Việc đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử đã giúp hợp tác xã mở rộng thị trường, thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương tới người tiêu dùng trên khắp mọi miền. Hợp tác xã tuổi trẻ được thành lập mục đích để trồng và sản xuất những sản phẩm của địa phương như hoa đu đủ đực và xoài và mận. Năm nay thì đang tập trung vào sản xuất xoài. Bây giờ thì chúng tôi đang đẩy mạnh về các kênh thương mại điện tử như TikTok, Shopee, Lazada và Facebook. Ngoài ra thì ở các thành phố lớn chúng tôi cũng đang đặt các đại lý phân phối sản phẩm. Để các sản phẩm xoài ngày một vươn xa, Sơn La đã triển khai các giải pháp để quy hoạch vùng trồng, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm, thu hút đầu tư vào các nhà máy chế biến sâu, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại thông qua hội nghị kết nối, xúc tiến tiêu thụ xoài và các sản phẩm nông sản, tiến tới đưa nông sản an toàn Sơn La phát triển mạnh mẽ. Những hoạt động thường xuyên đó đã chắp cánh cho xoài và nhiều loại nông sản hàng hóa có chất lượng của Sơn La đứng vững tại thị trường trong nước.